người mẫu Hailey Bieber đã xuất hiện trên chương trình phát thanh của Alex Cooper và chia sẻ hết những vấn đề liên quan tới mối quan hệ giữa cô, chồng Justin Bieber và nữ ca sĩ Selena Gomez. Trong buổi trò chuyện này, nữ người mẫu đã nhắc lại về sự việc xảy ra khi cô cùng chồng tới tham dự Met Gala 2021 và bị những người hâm mộ của cựu ngôi sao Disney là ó. Nhiều khán giả đồn đoán rằng Hailey đã khóc khi liên tục bị nhiều fan của Selena Gomez réo tên nữ ca sĩ ngay khi cô cùng chồng bước lên thảm đỏ. Tuy nhiên, vợ của giọng ca Baby khẳng định cô không hề khóc. Mặc dù vậy, Hailey cũng cho rằng hành động của những người hâm mộ quá khích tại Met Gala là điều vô cùng thiếu tôn trọng và khiếm nhã dù đối với bất kỳ ai đi chăng nữa. Trong suốt khoảng thời gian hẹn hò và kết hôn với Justin Bieber, Hailey liên tục bị chỉ trích, thậm chí bị cáo buộc là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa nam ca sĩ và Selena. Tuy vậy, người mẫu 25 tuổi khẳng định cô vẫn giữ bình tĩnh và bỏ ngoài tai những điều tiêu cực này. Cũng trong buổi phỏng vấn, Hailey khẳng định cô không phải người thứ ba và không cướp Justin Bieber khỏi Selena như nhiều tin đồn. Cô cũng tiết lộ rằng không hề có thù hằn cá nhân nào giữa hai người. Nữ ca sĩ Shakira đang phải đối mặt với án tù 8 năm, được lệnh ra hầu tòa vì cáo buộc gian lận thuế trị giá tới 13,9 triệu đô la Mỹ. Thông tin này đã được các nhà chức trách tư pháp địa phương thông báo sau khi cô từ chối một thỏa thuận nhận tội vào tháng 7 về cáo buộc trốn thuế. Một thẩm phán tại tòa án điều tra gần Barcelona đã chính thức ra lệnh hầu tòa cho Shakira. Ngày chính xác vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến là trong những tháng tới, ca sĩ Shakira bị cáo buộc lừa đảo kho bạc Tây Ban Nha để lấy một khối tài sản trong khoảng thời gian 3 năm kể từ 2012 đến 2014. Theo thông tin được truyền thông nước này đưa tin, các công tố viên muốn mức án tối đa cho Shakira với 6 tội danh riêng biệt về gian lận thuế mà tổng trị giá là 13,9 triệu đô la Mỹ. Ngoài bản án 8 năm tù, các công tố viên muốn Shakira bị phạt 24 triệu đô la Mỹ. Shakira bị cáo buộc giả vờ sống ở nước ngoài để trốn thuế dù đã chuyển đến Barcelona vào năm 2011 khi có quan hệ tình cảm với cầu thủ Gerard Piqué. Các thanh tra thuế đã dành hơn 1 năm để điều tra Shakira và phát hiện cô đã dành phần lớn 3 năm từ 2012 đến 2014 ở Tây Ban Nha. Họ kết luận rằng Shakira đã dành 242 ngày ở Tây Ban Nha vào năm 2012, 212 ngày trong năm 2013 và 243 ngày ở trong nước vào năm 2014. Mặc dù mới chỉ 4 tháng kể từ sau khi phán quyết của tòa án được đưa ra, nhưng Hollywood đã nhanh chóng sản xuất bộ phim về vụ kiện giữa cặp đôi đình đám Johnny Depp và Amber Heard. Bộ phim mới về vụ kiện ồn ào nhất Hollywood giữa Johnny Depp và Amber Heard có tên Hot Take – The Depp-Heard Trial. Ngay sau khi đoạn trailer ra mắt, bộ phim đã nhận được đông đảo sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên triển vọng Mark Hapka, Megan Davis, Melissa Marty và Mary Carrick. Theo như một đoạn trong trailer, có vẻ như bộ phim sẽ không chỉ ghi lại quá trình gay cấn của cả hai phía tại tòa án, mà còn mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về mối quan hệ của cặp đôi này. Đoạn giới thiệu cho thấy một cảnh khi Amber Heard do Megan Davis thủ vai hỏi thẳng Johnny Depp rằng liệu anh có ghen với bạn diễn của cô, James Franco hay không. Trailer cũng mang đến hình ảnh những người hâm mộ, ủng hộ Johnny Depp ra sao và hạ bệ Amber Heard trên mạng xã hội. Bộ phim về phiên tòa này đã gấp rút được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả, đồng thời mang đến một góc nhìn chân thực và sâu hơn từ khía cạnh của những người trong cuộc. Theo nguồn tin của All K-pop, tòa án quận của trung tâm Seoul, Hàn Quốc đã bác bỏ đơn yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm phát sóng nam ca sĩ diễn viên Park Yoo-chun. Lệnh cấm này ban đầu được đệ trình bởi chính công ty quản lý cũ của anh. Sau khi xem xét, tòa án không nhận thấy yêu cầu cấm phát sóng Park Yoo-chun là trường hợp không phù hợp hay lạm dụng quyền, do đó lệnh cấm sóng không được hủy bỏ. Cựu thành viên nhóm nhạc Đông Bang Shin Ki từng ký hợp đồng độc quyền với công ty Yespera từ năm 2020 đến 2024. Tuy nhiên, trong thời gian này, nam thần tượng bất ngờ ký hợp đồng khác với công ty giải trí Nhật Bản. Yoo-chun tuyên bố với truyền thông rằng quyết định này do giám đốc công ty cũ biển thủ công quỹ, nhưng phía công ty khẳng định đã bị anh vu khống. Trước đó, ngôi sao hoàng tử gác mái từng bị bắt và truy tố vì tội sử dụng chất kích thích năm 2019, bị kết án 10 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Anh đã tổ chức một buổi họp báo nhằm tuyên bố sẽ từ giã làng giải trí. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, Yoo-chun bất ngờ trở lại với vai trò diễn viên trong bộ phim On The Edge. Dự kiến bộ phim sẽ được lên sóng vào tháng sau, nhưng với phán quyết mới nhất, có vẻ như đoàn làm phim sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phát hành phim.